Dạ con xin kính chào quý cô chú anh chị. Con tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay con làm cái video này để giới thiệu với quý cô chú anh chị về cái lô mai ghép. Thì cái lô này quấn rễ rất là đặc biệt luôn á quý cô chú anh chị. Thì cái lô này thì nó được quấn dạng hình con rắn đang bò nè. Rồi dạng hình con rồng nè. Dạ cái này dạng hình trái bí nè. Rồi cái này là dạng như lò xo nè. Thì cái loại này thì được ghép giảo Thủ Đức, giảo Phú Tân. Thì cái loại này thì có giá là 70.000 đồng một cây. 5 cây là con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho cả nhà luôn. Hiện tại cái cây của mình á, thì tính từ miệng chậu đi lên á, thì nó cao tầm được khoảng 1 gang tay á quý cô chú anh chị. Tầm khoảng 1 gang tay thôi. Cái thân của cây á, thì nó cỡ từ điếu thuốc trở lên. Và nó xử lý rễ rất là đẹp. Cái loại này thì nó đang phát á, cái này là mùa mới á, con ghép được 8 tháng rồi á quý cô chú anh chị. Thì cái loại này thì có giá là 75.000 đồng một cây, thì 5 cây là 375.000, thì con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Cái lô này thì quấn rễ rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Để con quay cụ thể từng cây cho quý cô chú anh chị xem nha. Cái này là dạng quấn trái bí, nhưng mà cái bí của mình á, thì nó được có 4 múi á quý cô chú anh chị. Và cái đế nó đã nổi lên như thế này đây. Vậy có quay gần cho quý cô chú anh chị xem không? Đây là quấn rễ kiểu trái bí nè. Rồi đây là quấn rễ kiểu con rắn nè. Thì cái này là mình giao ngẫu nhiên nha. Mỗi cây là một kiểu quấn rễ á. Đây là kiểu con rắn. Đây là kiểu lò xo. Lò xo của nó thì nó được 4 lượng. Và cái kiểu này là cái kiểu con rồng. Thì con rồng này thì được 3 lượng. Cây của mình á, thì mặc dù nó non mùa, nhưng cây của mình nó đang xung phát triển rất là tươi tốt. Thì quý cô chú anh chị đem về thì mình có thể trồng chậu hoặc là trồng dưới đất đều được hết. Thì cái lô này giống như con nói thì chỉ có 75.000 đồng một cây thôi. Còn một cái loại quấn rễ nữa con quên giới thiệu, đó chính là cây xương cá quý cô chú anh chị, hay còn gọi là bính tóc á. Cái xương cá này thì nó có 6 múi, 6 cho đến 8 múi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì từ 6 cho đến 8 múi nó tùy cây. Thì cái lô này của mình nó thì nó có 5 dạng quấn rễ. Đầu tiên là dạng hình con rắn nè quý cô chú anh chị. Là hình dạng con rắn nha. Rồi hình dạng con rồng nè. Con rồng 3 đốt sống. Rồi cái hình dạng lò xo. Rồi cái hình dạng xương cá. Rồi cái này là hình dạng trái bí. Thì tất cả con cây này của mình đồng giá là 75.000 đồng một cây. 5 cây chỉ có 375.000. Thì con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Cái lô này thì con ghép là Đại Lộc, Phú Tân, Giảo Hữu Đức. Cái này mình giao ngẫu nhiên á quý cô chú anh chị. Tại mấy cái loại này thì là cái rễ nó đẹp. Rồi cái hoa của nó thì con cũng đã tuyển chọn những cái loại mà nó có hoa đẹp và to. Thì do đó là con giao ngẫu nhiên 5 cây là 375.000. Quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với con qua số điện thoại ở trên màn hình. Cho con địa chỉ ấp xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận. Thì con sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị nha. Còn quý cô chú anh chị ở gần có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của con ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Giống như cái cây này đây thì là cái này là mua bí 6 múi luôn á quý cô chú anh chị. Cây mình nó rất là đẹp luôn nha. Cái này thì con giống như con nói thì ghép từ 7 tháng cho đến 10 tháng hết rồi. Cây của mình nó đã khỏe và nó đang phát triển á quý cô chú anh chị. Đem về là quý cô chú anh chị có thể trồng được liền luôn. Thì trong quá trình trồng và chăm sóc có vấn đề gì thì quý cô chú anh chị hãy liên hệ với con nha. Và quý cô chú anh chị ơi, đừng quên bấm đăng ký kênh của con để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của con nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với con nhé.